Nhậu đi, nghỉ vậy. Vợ chồng Nên xin chào cô chú anh chị ha. Thì bữa nay hai chồng Nên sẽ chiến lưới tiếp ha nha. Bữa hổm thầm lưới với dằn lưới dính mê qua cái nhà. Giờ bữa nay hai chồng Nên sẽ chiến lưới tiếp ha. Thì bữa nay Nên chủ yếu là Nên dằn cá chốt ha nha. Không có đem lưới thừa nữa, lưới thừa bữa hổm ít dính lắm cái nhà. Dính được có một hai con là không có dính. Bữa nay Nên nè, ai để xuống vậy? Nên dằn lưới. Nên dằn lưới thừa ha, chứ không có dằn y dằn lưới dày, dằn lưới cái chốt này nha, lưới 3 phần. Em có lấy máy không? 3 phần với 4 phần. Bà xã này nè, chào quá. Rồi, thôi bây giờ để hai chồng Nên xuống dằn ha nha. Rồi chừng nào có thăm á, thì Nên sẽ quay cho cả nhà xem á. Thì Nên cũng dằn theo đường kinh cũ nè, ngay dằn chỗ cũ nè, dằn từ cái đầu lục bình nè nha. Dài dài gàn cống tới đâu được tới đó ha nha. Rồi giờ hai chồng Nên xuống dăng ha. Không, tay nào trước. Trong này trước đi. Nên xin chào cô chú anh chị ha. Thì giờ này chắc cũng bảy giờ ngoài cái nha. Thì hai chồng Nên sẽ đi thăm lưới nha cái nha. Chào với hai gái. Cùng ngoài xã với có thằng em của Nên. Nó ngồi sao rồi. Mong rằng bữa nay có lý hay nha, chứ bữa hổm thầm là thầm Nên thấy im lắm đó. Rút cái ké đó. Có con gì không? Ê, có con cá gì dưới gì vậy? Không phải. Giá không rồi. Kìa, một con cá chốt, hai con cá chốt, ba con cá chốt, bốn con cá chốt, năm con cá chốt. Giữ rồi cái này. Nè. Một con nè, hai con, ba con, bốn con, Nên thấy nãy là năm con đó. Phải không biết nữa. Đó, bốn con à. Rồi, xong rồi, xong rồi, xong nhỏ rồi, chứ này nhỏ gỡ đã luôn. Cá chốt là nghiện lắm luôn. Dính một lượt bốn con luôn cả nhà. Nãy Nên thấy đằng này cũng trắng, Nên tưởng đâu nó không. Đây có con trên đó nó quắn nẹo nẹo luôn. Vậy đi đi dướng cái cây vậy đó. Vậy đi. Từ từ mới được. Bơi ghe lại. Để cho bà xã Nên ấy nha, chứ gỡ bốn con cá chốt này lâu dữ lắm luôn. Dính cái chốt không mà cả nhà. Được ngon ngon. Đốt con cá gì? Hột mít. Cái hột mít phải không? Dạ cái để dính. Kỳ có dính không? Cái gì? Hai con luôn. Đặng con cá trắng luôn, con cá chốt. Chốt bự ha. Đừng bơi, khỏi bơi. Để lần lần đi đi. Ăn gì bơi gịch lưới là nấy rồi. Khỏi bơi chứ. Mấy con? Ba. Ba con cá chốt được nữa thì nha. Con cá chốt, con cá sặc. Nãy hả? Nếm lại vậy đó. Đây, đưa vô đây anh nếm. Nếm chịu ra tiếp. Dính ba cái chốt mà được.
Còn đây dăng cái chốt phải mời ha, hơn bển nhiều. Bẻ ngặn trước. Ừ, nhát lắm. Một ngùi nùi. Ừ, bẻ ngặn đó, ha ha, tháo. Con dữ bự. Cái cạc nằm đêm ru bởi vì nó không giữ được. Giữ nó xếp lại. Chỗ đó kìa. Rồi, xuống rồi. Cái chốt hả? Còn cái chốt không có linh. Không biết nó nằm bên nào luôn. Kinh này cái chốt cũng dữ ha. Ừ, kinh không nằm. Thấy chứ gì mà câu ít ăn. Cá kỳ đỏ hả? Ừ. Bữa mình dằn không thấy con cá kỳ đỏ luôn ha. Ừ. Bữa nay dính mấy con. Cái gì nữa? Cái chốt mà. Đây cái cây. Máy này cũng còn không bên. Giữ gì giữ được. Nè, nó không bẻ cái ngạnh. Nó còn dính cái ngạnh. Thì thấy gì chứ, giữ gì. Nó dính cái ngạnh lại nó dai lắm. Cái đó gì? Linh. Mất. Gì vô bị ấy tại đặng con cái gì nữa đó. Xui mày làm như cá ngoài sông, làm như trong hầm, như dính cho nhiều. Dính vậy là ngon. Chứ đồng bữa dân ngoài đồng dính ít xịt à. Vô đồng rồi nha, một người cái khu phì 3-4 con một lượt, 4 con tổng cộng. Cái gì? Dẫn. Không phải có phi à? Ba con có phi. Có rồi. Dăng đi lục bình mà dẹt lục bình mà dăng tới lý vô dính. Phi vắt làm mồi đặc ếch. Bự thì mình ăn, nhỏ thì đặt ếch thôi nha. Chút bừa không? Ừ. Cái tay hả? Ta chụp lên người ta bẻ cái ngạnh trước. Bẻ đó rồi cái nó cứ ngoắt ra ngoắt vô đó. Chứ đâu không bẻ đâu.
Cái chốt ngon không ha? Con gì? Cái gu. Cái gu gì? Gu động hay gu biển? Gu biển. Cái gu biển này mới chiên. Ừ. Chút xíu về xương chiên cơ, chiên cơm. Chiều giờ có ăn miếng cơm nào? Trời ơi, trời gì? Chị hay quá chị. Chà. Chính con cá gu biển lẩu mẹ cái lấy rồi. Cái gù biển thấy dễ khó gỡ lắm. Ừ. Cứ cầu quân, cầu quân. Với hoàng nó dính vô ba cái gai nó dẹp á, lúc mình nó bự. Gai nó dính vô cái gì? Tại con xuyên dữ vậy chồng nên cũng về tới chỗ cái nhà thăm lưới được nhiều cá này nha, một đống luôn này trúng cá hay nha. Dính quá dính rồi. Ê. Một thào cá luôn à, ngon ngon không ấy nha. Cái chốt rồi cái gô đồng, gô đồng rồi gô biển đồ ha nha. À, cái gô biển, cái chốt bự bự luôn, có cá măng đỏ rồi nè, cái linh này, cái linh tròn nữa nha. Thao luôn. Rồi, để giờ chồng nên mặn số cá này nha, để làm một cái hồi cái chắc chiên cá gì ăn cơm cả nhà. Chiều giờ thì nói chung lo đi ấy lứ không à, đi dân lứ đồ không à, rồi không có chưa có ăn cơm. Bây giờ này ăn cơm rồi, để chút xíu có làm gì ăn rồi nên mời cả nhà dùng cơm với vợ chồng rồi nè. Nhìn cái chốt này nha. Cái chốt bằng cây vô. Nãy giờ chồng lên cũng đã làm cá xong rồi, cũng ấy này nha, cũng đã nấu cơm xong luôn. Thì rồi mới cá gô biển muối xương chiên ha nha. Cá gô biển mà muối xương chiên ngon lắm đó nha. Ăn với nấu riêng miếng canh bí ăn hay nha. Đó. Chứ muối chiên phải ăn với con miếng cành ăn nó ngon cả nhà. Này là chén nước mắm ớt để chấm canh ha. Giờ này là 10 giờ mấy đó nha. Đó, hai chồng mới ăn cơm. To đi văn lứ luôn à. Cá gô biển muối chiên là ngon hết ý luôn. Rồi, thôi giờ đây nên mời cả nhà dùng cơm với vợ chồng nên ha. Mời cả nhà dùng cơm với vợ chồng nên ha. Mời cả nhà ăn cơm. Tối à. Giờ này ăn cơm mình hú quá. Kén thôi. Vừa muốn tốt. Vừa cướp. Đúng rồi. Cá gô biển muối chiên ngon ngon quá à. Dạ. Giờ này ăn cơm ngon rồi. Ăn tẩm.
gối này được. Đừng. Xin tạm dừng video ở đây hai nha, thì nên cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà cũng đã bỏ thời gian theo vợ chồng nên trải nghiệm thăm lưới được ha, thì cảm ơn cả nhà rất nhiều luôn, nên cũng xin hẹn cả nhà lại video sau nghe, chúc cả nhà xem video dễ, bye bye cả nhà.